hồng anh trắng nhẹ lay trong nắng, cơn gió ghé qua đưa cánh hoa bay xa. Cuộc đời này yêu thương lan tỏa như hoa bồ công anh. Khi những khung hình này mở ra trước mắt chúng ta, những khoảng trời trong xanh, cao rộng và tươi đẹp, đó là lúc quý vị cùng chúng tôi khởi hành và bắt đầu bước đi những bước đầu tiên một hành trình mới. Hành trình lan tỏa yêu thương được xuất phát trên quê hương Bà Rịa Vũng Tàu. Không khó để chúng ta cùng nhận ra sau bao biến động trên dải đất thân yêu hình chữ S này, khát vọng vươn lên vượt qua thách thức để xây dựng và phát triển, tinh thần sống mãnh liệt hiển hiện trong từng cảnh vật và lòng người. Quê hương đón xuân, những mùa xuân hòa bình và dạt dào sức sống mới. Trong nghĩa tình nguồn cội và biết ơn truyền thống ông cha, lan tỏa yêu thương xin được bắt đầu số phát sóng đầu tiên bằng khí chất hào sảng, nặng tình và đầy tự hào từ phát biểu của mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ Trần Thị Đường. Bây giờ bà đi qua kháng chiến chống Pháp, bà đi qua kháng chiến chống Mỹ và trở lại hòa bình. Bà thấy hòa bình quý như thế nào hả mẹ? Thì hòa bình là thấy à, anh em rất cực khổ, ăn uống cơ cực, đến đổi là máy bay nó rải là giấy, nó nói à, mấy ông Việt Cộng đậu đứng trên cà tàu bụng bủ, không gãy, bị ốm nhỏ quá, họ thiếu ăn, đó, không có gãy cái tàu bụng bủ nữa. À, mà anh em là tới ngày giờ này mà độc lập tự do như vậy, anh em đầy đủ quý quá rồi. À. Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường sinh năm 1929, chồng là liệt sĩ hy sinh năm 1965, con trai cả là liệt sĩ hy sinh năm 1968. Mẹ Đường có 5 người con và hiện đang sống với cô con gái là cô Trần Thị Cát. Mẹ được phong tặng là Mẹ Việt Nam Anh Hùng năm 2014, hiện sống tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hồng Lễ xin chào quý vị khán giả. Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương là một chương trình truyền hình thực tế sẽ mang đến mọi miền đất nước, và chương trình sẽ đem lại cho ta những câu chuyện đầy tình đất tình người. Và sẽ đi chung với chương trình là sẽ là bạn của Hồng Lễ là Khánh Vân. Và hiện tại Hồng Lễ có mặt tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trời ơi anh Lợi ơi, với cái không khí như thế này và xung quanh của em, em thấy là tràn ngập lúa luôn. Thì quá em tin rằng đó là với một cái năm mới, em cũng sắp tới đây thì em cũng rất là hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái năm mới với đầy niềm hy vọng như thế đúng này rồi. Và con của mình sẽ được ấm no và hạnh phúc. Và anh, em theo có được tìm hiểu anh thì em thấy là mẹ của mình ngày hôm nay mình đến thăm á, thì là một người mẹ mà em thấy rất là đặc biệt. Và mẹ chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những câu chuyện cũng như là những cái bài học vô cùng hay luôn. Nên là em rất là hào hứng để mà hai anh em mình có thể đến thăm mẹ. Rồi, anh sẽ dẫn em qua hết ngọn núi này rồi mình đi cùng đi về thăm mẹ nhé. Dạ rồi, đi anh ơi. Thêm một lần được đến thăm mẹ Đường và nhớ lại ngay lần đầu gặp cách đây không lâu, được sự hướng dẫn của lãnh đạo xã Hòa Long, hình ảnh người mẹ gầy nhỏ tóc bạc phơ nhưng rất nhanh nhẹn, vui tươi và tin tưởng khiến cho cả đoàn thăm mẹ đều hết sức mừng vui, bất ngờ, cảm phục và thương quý lắm. Thì bữa nay là cũng cái dịp mà tỉnh của mình kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh đó, thì tụi con trong cái chương trình Lan Tỏa Yêu Thương và bên con là công ty Lamel được bên chỗ xã dẫn, thì cũng tới, con mong muốn là tới thăm chúc sức khỏe của mẹ. Mình có bao nhiêu người con đã hy sinh ở trong chiến tranh rồi mẹ? Năm đứa mà có thằng trai à, bốn đứa gái, mà thằng trai thì cha nay sinh rồi sinh luôn, mà vợ ở gái, anh gái mà mấy đứa kia nó có gia đình. Còn con này em có gia đình ở với hai mẹ con ngủ nghỉ. Ông cha thì năm 65.
65. Còn anh đó thì năm 68. Dạ. Mậu Thân năm 68 đó. Mấy bữa nay thì mẹ ăn uống như thế nào ạ? Ăn ít lắm. Dạ. Một ngày ăn bữa chừng hai phần chén cơm nha. Hai chén cơm. Hai phần chén. Hai phần một chén. Thôi. Dạ. Thì cứ mặn bậy bạ dọn quét vậy đó. Không có thể dục mà bà quét sân quét hè lúc đầu đó. Thì hồi xưa thì cách mạng tổ chức nè, đi làm thấy nhà này nhà nọ rồi là con như mấy nhà con đi rồi đó mà lại ăn uống đời với người ta hay là người ta về đồ mình thì anh em lén lút gì đó thì lén lút ăn dắt đi lại gia đình người dâu thân người dâu con ta bà họ cũng có tiếp tới. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cùng với các hoạt động của tỉnh, thành phố thì địa phương đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh và người có công thì đối với mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường thì bản thân mẹ thì cũng là một chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy. Thì ngoài sự nhận phụng dưỡng suốt đời của công ty VTC và cảng Việt Nam thì hàng năm thì địa phương đều tổ chức các hoạt động thăm hỏi rồi động viên, đặc biệt là đoàn thanh niên thì họ thường xuyên có các hoạt động phụ giúp, chăm sóc, giúp đỡ đối với các hoạt động thiết thực của mẹ. Thì đặc biệt là cá nhân của hoàn cảnh mẹ Đường thì chỉ có gia đình cũng neo người thì đó là một điều địa phương thường xuyên quan tâm để mà giúp đỡ mẹ về vật chất cũng như là tinh thần. Câu chuyện con cháu thăm mẹ những ngày xuân đến thật ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Những lời ca từ tiếng hát người mẹ già đã 94 tuổi như ôm lấy cả dân tộc mình. Mùa thu rồi ngày 23 ta ra đi theo tiếng kêu sang hà quê biên đường gặp trời đầu quan hô dân quân nam nhịp lên tiếng lên trận tiền xuống sớm kém ta đi không ta làm người không làm gì nước nấu xuống xuống Ngày hôm nay khi mà Vân đến đây và được nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, điều đầu tiên khi mà nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, Vân cảm nhận được sức mạnh can trường sau khoảng thời gian chiến tranh, hòa bình cho đến ngày phát triển quê hương đất nước và cảm nhận được sức mạnh của tình yêu quê hương đất nước từ mẹ. Khi mà nắm đôi bàn tay đã qua bao năm tháng nhăn nheo của mẹ, Vân cảm nhận được như mình đang chạm vào một cuộc trường chinh của đất nước với rất là nhiều mất mát đau thương, nhưng mà mẹ vẫn luôn dành được một cái lòng sắt son thủy chung với quê hương, con cháu và đất nước. Và với Vân, khi là một người trẻ, Vân được ôm lấy đôi bàn tay của mẹ vào lòng, được áp đôi bàn tay của mẹ lên má, thì Vân tin là các bạn cũng sẽ như Vân. Trái tim của mình, tình yêu của mình được rộng mở, được lớn lên, được trưởng thành bởi sự biết ơn và mình đã nhận được. Điều gì đằng sau đôi bàn tay gầy xương da nhăn mòn năm rộng tháng dài? Điều gì sau dáng đi lụi hụi lao động trước sau vườn nhà ở tuổi thường thọ gần một thế kỷ? Ánh sáng dưới mặt trời mùa xuân hay là ánh sáng trong dáng hình can trường người mẹ quê qua chiến tranh đến hòa bình vẫn bất khuất tự lực tự chủ? Vậy đó mà sao trong nghĩa khí anh hùng đời mẹ trải mất mát thương đau, chúng ta vẫn chạm được, chạm sâu vào tình yêu đôn hậu dịu dàng, tình mẹ. Trời ơi ngoại ơi, con phát hiện ra một điều là ngoại có một vườn nha đam thật sự quá đẹp luôn á ngoại. Khi mà con bước vô con thấy vườn nha đam của ngoại con đã vỡ òa. Bởi vì đó giờ lâu rồi con mới thấy cây nha đam nó như vậy vừa đều nữa.
cái vườn này là ngoại ngoại tự trồng luôn hả ngoại? Ừ. Wow. Hồi đó thì tôi mà còn khỏe là tôi trồng bạc hà. Dạ. Trồng một đống bạc hà dài vậy nè. Dạ. Cắt bán cho ta. À, là ngoại trồng bạc hà để mình bán luôn hả ngoại? Dạ, bán. Cái cắt rồi người ta bỏ mối người ta vô người ta chở. Dạ. Rồi thời gian lâu quá rồi mới dẹp trồng cái này. Cái này người ta mua rồi cắt này cái bán 6.000 ký. Dạ, 6.000 ký. 6.000 ký người ta vô đó người ta cân, người ta chở đi. Dạ. Wow. Rồi hôm giờ không có bán được cái để đây nè. Dạ. Thì mình ở nhà cái vô dẹp cắt vườn. Dạ. Cái nhà cỏ mập thì mình cào. Dạ. Chú chết chặt cái mừng bậy bạ bậy bạ vậy đó. Trời sao con nghe ngoại nói là mừng bậy bạ sao con thấy đây gì cũng đẹp hết á. Mà con bước vô là con thấy là cái vườn của mình đó nha, rồi cái sân của mình là sạch bóng luôn, không có một cái miếng rác nào luôn. Vậy là con thấy là vậy là ngoại phải làm mỗi ngày, ngoại phải chăm sóc mỗi ngày luôn á ngoại. Đúng. Dạ. Cái hả sáng thì quét sân quét hè. Dạ. Quét vòng vòng ra ngoài bìa đường đó. Dạ. Hai bên hào đó. Dạ. Đó. Quét cái dọn sạch sẽ, cỏ rác rồi lên thì nhổ làm cái làm dạ. Khác nói ra cũng tài thương. Dạ. Đó, chứ mà có mà yếu đuối rồi rồi ai mà lo cho nó. Dạ. Nên nó yếu rồi vậy bằng gì thanh bà là lao động hồi mười mấy tuổi tới giờ nó quen rồi. Dạ. Nên bây giờ nằm không được. Nó bây giờ biết nằm không có nằm được. Dạ. Đi ra lắc sắc vậy đó. Dạ. Thì vô nghe nó khỏe người. Còn nằm riết là nó nhức đầu nhức cổ chịu không nổi. Dạ. Đó, nên con người không có ở không được. Ngoài ngoài con thấy ngoài đang làm, ngoài chỉ con cắt chứ ngoài. Nấu chắc là mất mỏng nhỏ. Dạ. Rồi nấu nước sâu ra đổ vô để đường vô. À dạ, nha đâm nha đâm với lại đường đúng không ngoại? À, ăn vậy nó mát. Chè đậu xanh phải không ngoại? Dạ. Không cần đậu xanh. À, không cần. Dạ, mình ăn mình chỉ cần bỏ với đường rồi sao mình bỏ đá cho mình ăn. Dạ tí ngoại cho con xin ly nha ngoại. Hoa này là cũng là hoa ngoại trồng đúng không ngoại? Nó tầm bảy bả rồi nó mập lên nó bông nó. Trời ơi thương quá ngoại, chồng mẹ bả mà cây nào ở ngoài cũng ra hoa ra trái hết trơn á. Trời ngoại con phải hôn ngoại một cái mới được. Trời ơi, trời ơi cưng ngoại quá luôn. Cái niềm vui của ngoại là cái niềm vui được lao động. Và ngày hôm nay thì với tất cả chúng ta thì bài học của chúng ta rút ra được trong ngày hôm nay là gì? Và với Vân thì Vân nghĩ là Vân xin được học ngoại ở cái sức mạnh phi thường, cái sự nghị lực phi thường mà ngoại có được. Và ngày hôm nay thì phải nói là Vân cảm thấy rất là hạnh phúc khi được gặp ngoại tại nơi đây. Mẹ về nước kiên thiết quốc gia, đoàn thanh niên ta góp tài ba, tạo hồn dân thanh mái hợp lực trong năm giây, xây hương thành trong nước Nam. Mẹ về nước kiên thiết quốc gia. Trời quên rồi. Cảm ơn ngoại. Dạ. Trời ơi. Trong khu vườn của mẹ Đường, âm thanh, sắc xanh hòa vào những giai điệu lời hát tràn đầy sức sống. Mẹ như đang truyền lại cho cháu con những bài học từ đời mẹ đã sống và cống hiến. 6.000 đồng 1kg nha đam. Trước thì mẹ trồng bạc hà, giờ mẹ trồng nha đam. Người mẹ già gần 100 tuổi vẫn chưa bao giờ trông đợi vào một điều gì từ những đóng góp máu xương của bà và gia đình. 30 năm, quê hương Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng chuyển mình tươi đẹp. Có bàn tay, có trái tim người mẹ già anh hùng này vung trồng từng khóm cây, chắc chiêu sự sống. Tôi thì tôi thấy là bà mẹ tôi á, tức là hình như là ở xóm này không có bà mẹ nào được như bà mẹ tôi. Tôi dám cảm nhận là như vậy. Tại vì vừa làm cha vừa làm mẹ mà tức là khổ cực như thế nào, nhưng mà dạy con tức là cũng như là trên thuận dưới hòa, chứ không bao giờ là chị em xích mích với nhau. Mà ở làng ở xóm với nhau thì cũng không có xích mích với ai đó. Rất là ngưỡng mộ, là ngưỡng mộ mẹ, là cái đó xúc động. Tại vì mình nghĩ là mẹ mình như vậy đó, thành ra mình thấy mình thương mẹ nhiều, thành ra xúc động. Mới giải phóng đầu năm 2 năm gì đó thì người ta có chế độ đi lên rừng đó cắt cây, thì bà mới là đi theo. Mà bà đàn bà mà bà theo những cái người ở xóm đàn ông á, bà đi bà lên trên rừng á, là cũng như lên trên rừng là mình coi cái cây nào dữ ý thì mình mới kêu thợ rừng ta cắt, mới chở về ở cái trại cưa ở trên xứ Nghệ, là mới rã ra bắt đầu mới làm cái nhà này, cái nhà dưới này. Thì là cái năm giải phóng cục năm 2 năm gì là bà đi cắt cây bà đi lên rừng luôn. Bà
Tại vì nói ông ngay, bà tuy rằng bà đàn bà, tại vì bà sống cũng như là không có chồng cái hầu còn nhỏ. Ông mất cái hầu, ông là 35 tuổi à? Mà bà là 37 tuổi. Tôi nghe nói là má lớn hơn ba là 2 tuổi. Thì nhưng mà má ở tới ngày giờ này là bởi khổ cực lắm mà, mấy em à. Cũng cầm cuốc, cũng cầm rửa, cũng cầm cây hái giật à, làm được hết, cái gì cũng được hết. Chúng ta nghe cô Cát nói về mẹ Đường thì lại nhớ câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Mẹ Đường bước qua thanh xuân những tháng ngày chiến tranh và mất mát, chồng hy sinh, và từ đó mẹ sống đời thủy chung cho quê hương, gia đình và con cháu. Mẹ không chỉ vào rừng đốn gỗ làm nhà, mà chính nếp sống đời mẹ thành nếp nhà đẹp đẽ vững yên. Mùa xuân đời mẹ, mùa xuân quê hương, những ngày giáp chạp đón Tết, mùa đoàn viên sum vầy bên bếp củi sân vườn và mơ lá chuối gói bánh tét. Những câu chuyện truyền thống ông cha cho hôm nay từ đời mẹ kể lại như một gạch nối xưa sau gìn giữ lưu truyền cho yêu thương còn mãi. Lá chuối này là lá từ vườn chuối của nhà bà ngoại. Đó, đó bà nana. Dạ. Sáng ngoại dắt mình đi xem dạ, đó. Dạ, sáng ngoại dắt đi xem. Cô cho con hỏi là mình muốn một làm được một cái đòn bánh tét như vậy thì là mình sẽ qua những cái công đoạn gì? Tại vì con thấy xung quanh mình là có củi, có nồi rồi, có lá rồi, có nếp nè. Cái này là cũng như trước khi là muốn làm này là phải giật lá, nhà có lá sẵn. Dạ. Giật rồi phơi nắng. Vâng. À phơi nắng chừng 10 phút, 15 phút. Dạ. Là cho nó héo lá rồi mình mới rọc. Dạ. Rọc ra mình mới xé ra nhỏ nhỏ này nè. À. À mình mới lau. À đó, mình xếp lại vậy. À. Trong khi nếp này là cũng như mình không có làm được là mình đi mua. Mình đổ nước vô à, không có luộc. À không luộc. À cũng như mình bỏ nước vô mình giúp là bốn nước. À bốn nước rồi gắt ráo ra rồi bắt đầu mình cho muối. Muối. Muối vô rồi cho nó mặn mặn. À, đầu mình mới lại vô mua thịt. Làm nhân. À là về là mua đậu gì nấu nhân. Đánh à mới đánh ra nhuyễn vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Thịt mình có gì mình cũng rửa đấy sạch sẽ mình cũng gia vị. Dạ, rồi mình nắng vô. Vâng, rồi sau đó mình bỏ vào đây. Bỏ vào đây. Rồi xong mình coi lại. À, đây đọc mới nhiều, nhiều có nhiều bóng đỏ. Dạ. Cái dây lòng có hưởng ha. Dạ. Thôi nãy mình cọc dạ, ngoại ơi ngoại, không biết là mỗi năm á ngoại, ngoại có vẫn thường hay cái truyền thống mình nấu bánh tét trong gia đình mình không ngoại? Có đó. Dạ. Tết nào cũng phải gói. Dạ. Rồi có các dì, các cô rồi mọi người quay về đây sum vầy rồi mình cùng nhau gói bánh tét ha ngoại? Ừ. Dạ. Vậy năm nay Tết năm nay con về đây con ăn Tết với ngoại nha ngoại. Bẻ đầu em đó ha. Bẻ đầu kia. À phải là bán bẻ đầu. Dạ, bẻ đầu. Dạ sao đúng ngoại? Dạ. Bẻ về nè ha. Dạ. Ừ. Chưa khóc được nữa. Dạ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Cái gì con ăn hấp học hay. Dạ. Cái gì anh ta thấy là làm mình đi làm. Dạ. Làm mình mới biết. Dạ không làm đâu có biết được. Dạ. Dạ ngoại vậy con cột vậy con lấy chồng được chưa ngoại? Cái chồng mà vậy. Để biết tất cổng hơn. Dạ năm sau mới trao vô miệng mà năm nay luôn lấy chồng. Cột đầu đó. Mà cô ơi con thấy là cô là đi đứng trong nhà là mình phải chống cái cây này đi thì cũng đi đứng rất là khó khăn. Thì con không biết là cô đã bị đau như vậy bao lâu rồi cô? À, cô bị cũng gần 5 rưỡi vậy rồi. 5 rưỡi rồi hả cô? Dạ. Nhưng mà lúc này thì mới đỡ là cô đi cái chấm được. Dạ. Chứ còn hầu mới đầu thì cô chỉ nằm thôi, không có dậy được. Dạ. Cái gì cũng là nhờ mấy đứa em, hầu trước là nhờ mấy đứa em nó hỗ trợ. Dạ. Rồi sau này là bà thấy là cũng như là nó lên nó xuống á, hơi dạ. khó khăn. Dạ. Thì bà mới nói thì thôi để bà làm. Rồi sau này thời gian thì cô kể lại. Dạ. Lại thì cô mới là tự cô làm được. Dạ rồi cô phụ cô... à. Dạ đúng là con thấy là giống như khi mà dù mình có lớn đến mức cỡ nào đi chăng nữa thì đối với những người mẹ mà mình lúc nào mình cũng luôn nhỏ bé và mẹ lúc nào cũng là người che chở và bảo bọc cho mình dù đúng có như thế nào đi nữa, ra sao đi nữa. Dạ con cảm nhận được cái tình cảm của ngoại dành cho cô rất là lớn mà con phải thật sự mà nói là con rất là ngưỡng mộ. Mẹ chăm sóc con cho nó làm gì được. Nấu cơm cho nó ăn, bưng dọn ra cho nó ăn, ăn đồ rửa giấy cho dẹp vũ. À, rồi đến đổi mà, lúc nó không có ngầu đồ được, cũng phải đi dục, giặt vũ đem bao cho nó. Nước mắt chảy xuôi thì là người ở trên làm phải dòm ngó ở dưới. À, rồi nhiều khi á, rồi buồn tủi,
rồi rơi nước mắt thôi. Khi mà Vân chia sẻ về đôi bàn tay của ngoại thì quý vị khán giả có thể thấy là đôi bàn tay của ngoại đến bây giờ thì làm công việc rất là thành thạo, thoăn thoắt luôn. Và ngoại siết tới đâu là nó vô tới đó, trong khi đó Vân đụng tới đâu thì nó bể tới đó. Sao rồi bây giờ để chắc anh dạ. Cũng thử làm giống như bé Vân coi. Có phải không? Dạ để con làm cho. Tại vì thấy mọi người làm cũng nấu nức quá cũng mình cứ thử sức đi. Dạ đúng rồi. Đó thử. Cái gì cũng phải. Thấy ngoài làm nè. Đó túm túm lại. Không ai mà biết trong bụng mẹ biết ra hết á. Dạ. Tất cả mọi thứ mình đều phải học. Ồ Khánh Dân anh cuốn cũng được rồi thấy không? Dạ. Em thấy anh Lợi làm đẹp hơn em nữa, sao kỳ vậy ta? Em thấy cũng khéo léo lắm mà. Dạ, rồi ngày xưa mình nấu cho mấy chú mấy anh sao ngoại, lúc đó là con nghĩ là cũng chưa có được đầy đủ mọi thứ như bây giờ thì nó có nhiều khó khăn không ngoại? Thì cũng có, có mà hồi đó thì khó khăn lắm. Dạ. À, gói bánh đồ hay là cho cái gì á thì đâu có dễ dãi mà đem lên đâu. Dạ. À, cái gì là phải lót ở dưới á, ở cái thứ của mình á, rồi để ở dưới quay đàng hoàng, rồi xúc khăn xúc đồ đó. Dạ. Để lên trên là gánh qua mặt cho mấy người đó. Nói mình đi để rượu hay mình đi làm cái gì đó. Nó qua mặt mấy cái đó. Dạ. Ha là xin quần xin áo. Dạ. À, xin quần xin áo biết làm sao. Phải bó trong người mình á. Dạ. Bó trong người cho mình. Cho cô sẽ nghe đi. Nào chưa, gánh lúa, gánh cho mấy ổng á. Người hai mũng, hai mũng. Mà cái làm trà lá đồ, tủ lên, đi sợ máy bay á. Tiếp tế vậy á, xuống vậy á. Cũng đi mấy ngày, nhưng không phải một ngày, hai ngày rồi tới. Đi hả, mang nghe mấy bạn kia ngồi xuống. Nó muốn bỏ hồi nào bỏ ra làm sao cho được. Cái đó nó tránh mình chứ mình có tránh nó. Ngoại ơi ngoại, ngày hôm nay với ngoại là con đến đây là ngoại dạy cho con làm bánh tét, rồi ngoại chỉ cho con những cái bài học của ngoại. Nên là con có một cái món quà con chuẩn bị từ trước để con gửi tặng cho ngoại. Dạ. Con có món quà nho nhỏ để gửi tặng ngoại. Để lấy. Dạ, bây giờ qua ăn cái nằm khăn mà gắn tràn đồn chí gì vậy nè. Dạ. Đẹp quá, đẹp. Trời đang ơi. Đang dằn cổ. Hồi xưa là phụ nữ á, thì cũng vậy nè. À. Trời ơi. Hồi xưa cũng vậy nè. À. Trời ơi, đẹp quá. Đó. Một, hai đó. Lúc nào lên ta thi tài, xong ta ghế đó. Một, hai. Một hai, một hai, một hai. Nhịp ca như là nhịp hành khúc tiếp bước phía tương lai. Gửi vào mùa xuân là tình mẹ dành cho đất nước. Gửi vào tương lai là ước vọng cho con cháu phát triển. Những đòn bánh tét, tết cổ truyền như gói trọn yêu thương tròn đầy nghĩa tình sao trước. Rồi. Đây là tấm lòng của con với anh Lợi và chương trình Lan Tỏa Yêu Thương của mình đem đến cho ngoại và các cô, các dì trong nhà của mình. Cái này. Chúc mừng năm mới, treo ở đây đi. Đây. An khang thịnh vượng. Ấn bình an. Chờ đợi tới đêm giao thừa đón năm mới ghê luôn. Wow. Dọc theo những con đường trời xanh vẫn ngập nắng, lòng mình vẫn trong vắt yêu thương. Vùng lên khỏi đêm tối, bước qua những hoang tàn, ngày mai sẽ lại xa. Một lần nữa, La Mèo cùng với hành trình lan tỏa yêu thương được đến thăm và phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày hôm nay, những món quà nghĩa tình này sẽ dành cho mẹ Trần Thị Đường tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhờ con tim ta gửi trao yêu thương và khao khát đi ngàn phương. Bồ công anh trắng nhẹ lay trong nắng, cơn gió ghé qua đưa cánh hoa bay xa, tựa như mỗi người từ khắp nẻo đường gieo niềm hạnh phúc và lan tỏa yêu thương. Đoạn đường phía trước một hai ta bước sẽ có bao dòng phong ba đầu nào đời này, yêu thương lan tỏa như hoa bồ công anh. Xin được cảm ơn công ty La Mèo Lan Tỏa Yêu Thương đã đến với mẹ chăm sóc phụng dưỡng với tinh thần đền ơn đáp nghĩa mẹ Việt Nam anh hùng, và mang vào năm mới niềm tin cùng đó là lòng biết ơn làm hành trang
tiếp bước. Xin chào quý vị khán giả, và sau đây ca sĩ Khánh Vân sẽ hát tặng mẹ một bài hát để mà chúc mừng năm mới. Xin mời Khánh Vân. Tăng tăng tăng. Vỗ tay khích lệ nha. Mừng Tết đến và đón Tết nhà nhà, cành mây vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc nhà nhà sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến hòa cùng bên bên hồng và đôi bánh trưng xanh, chào xuân đang sang. Dạ thưa mẹ, hôm nay đến với chương trình Lan Tỏa Yêu Thương cũng nhân dịp năm mới xuân về, thì công ty Lamel thì con có một món quà rất là ý nghĩa dành cho mẹ Việt Nam anh hùng, đó là sản phẩm của Lamel. Đây là những sản phẩm được tạo tác từ các nghệ nhân, đặc biệt đã được làm từ những người khuyết tật của bạn Việt Nam mình. Thì con xin kính tặng cho mẹ những cái sản phẩm này để mẹ có thêm nhiều sức khỏe nữa. Ngoài ra thì công ty Lamel của chúng con cũng có một cái phần tiền mặt để gửi tặng cho mẹ, giúp mẹ luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui, và sẽ lan tỏa những câu chuyện yêu thương dành cho cộng đồng nhiều hơn nữa. Cảm ơn mẹ. Công ty trách nhiệm ăn kính chúc tụi con cũng là láng giềng trong xóm nha. Có phần quà con kính tặng mẹ Việt Nam anh hùng. Xin kính chào quý vị khán giả, và chương trình Lan Tỏa Yêu Thương sẽ khép lại tại đây, và xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an và hạnh phúc trong chương trình lần tới nhé. Mình chia nhau ra đi, để em với chị đợi bán của mình chị. Thôi bây giờ mình chia đó, rồi em gặp mình nha. Bây giờ hai chị em mình đi hướng này. Cho nó mát, còn thanh niên đi hướng này cho nó. Dạ. Bây giờ.